thần bolero Quỳnh Trang hút triệu view YouTube là ai? Cô gái trẻ được khán giả ưu ái đặt cho biệt danh Thiên thần bolero, sở hữu giọng hát ngọt ngào, mộc mạc và chiếm nhiều cảm tình của khán giả. Là gương mặt khá mới trong làng nhạc bolero, nhưng cái tên Quỳnh Trang đang nhận khá nhiều sự quan tâm với loạt video nhận từ 100.000 đến triệu lượt xem. Cô gái trẻ được khán giả ưu ái đặt cho biệt danh Thiên thần bolero, sở hữu giọng hát ngọt ngào, mộc mạc và chiếm nhiều cảm tình. Chưa hết, trong các khuôn hình, Quỳnh Trang còn đốn tim khán giả với gương mặt xinh xắn, ánh mắt đượm buồn. Điều này khiến hot girl bolero nhận nhiều bình luận có cánh và không thiếu những lời tỏ đến từ các thính giả nam. Tuy nhiên, ngoài một số thông tin trên mạng về tên tuổi, quê quán, Quỳnh Trang vẫn là một ẩn số khiến không ít người tò mò. Mãi khi phóng viên hẹn gặp Quỳnh Trang, cô gái trẻ mới lần đầu có dịp tiết lộ những điều thú vị về bản thân. Điều thú vị đầu tiên chính là khác với vẻ trầm lặng trong các MV, ngoài đời cô rất năng động và hiện đại. Biết hát bolero từ 4 tuổi. Quỳnh Trang sinh năm 1997, quê ở Tuy Hòa, Phú Yên. Ít ai biết cô gái trẻ có tên thật là Thùy Trang. Khi chính thức bước vào con đường nghệ thuật, do cái tên này trùng với một ca sĩ nổi tiếng trong dòng nhạc quê hương, nên cô và mẹ quyết định tìm một cái tên mới. Từ đó, nghệ danh Quỳnh Trang ra đời. Sau này, khi đi hát và được yêu mến, nhiều người còn đặt thêm cho cô nhiều biệt danh khác như Thiên thần bolero, Hot girl bolero. Hỏi Quỳnh Trang về niềm đam mê dành cho dòng nhạc bolero, giọng ca 20 tuổi chia sẻ, chính mẹ là người cho cô nghe những bài bolero đầu tiên. Từ đó, những giai điệu lãng mạn này thấm vào cô lúc nào không hay, ngay khi còn rất bé. Khi còn nhỏ và chưa biết chữ, cô đã tự tin trình diễn trước cả nhà ca khúc Dù anh nghèo. Từ dạo đó, cô gái trẻ nuôi trong mình đam mê âm nhạc trữ tình quê hương, đặc biệt giọng hát của Như Quỳnh và Phi Nhung, hai nữ ca này về sau cũng là thần tượng của Quỳnh Trang. Một bước ngoặt lớn đưa Quỳnh Trang chính thức bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Rơi vào thời điểm thi đại học, băn khoăn giữa hai con đường theo đuổi nghệ thuật và chọn ra một ngã rẽ hoàn toàn trái ngược. Cuối cùng, Quỳnh Trang nhận được sự ủng hộ của mẹ thi vào Đại học Sân khấu Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Nói về quyết định này, Quỳnh Trang tâm sự cô muốn theo học chính quy để vượt qua nỗi sợ hãi đứng trước đám đông. Đây là nguyên nhân khiến cô dù có khả năng âm nhạc nhưng hiếm khi mạnh dạn tham gia văn nghệ của trường. Cũng nhờ quá trình học Đại học Sân khấu Điện ảnh mà cô có thêm kinh nghiệm diễn xuất, nhập vai dễ dàng hơn khi hát các ca khúc nhạc tình dù chưa yêu bao giờ. Bước ngoặt thứ hai là thời điểm Quỳnh Trang phát hành MV đầu tay Tình Mẹ. Sản phẩm Cây Nhà Lá Vườn được thực hiện như một món quà tặng bà ngoại, luôn mong mỏi được một lần nghe cháu gái hát. Đến khi chia sẻ MV này lên mạng, cả Quỳnh Trang và mẹ đều không ngờ lại được nhiều sự ủng hộ và yêu mến của khán giả. Từ đó, cô gái trẻ có thể nền tảng và sự tự tin đi theo con đường ca hát. Cách xe tăng khi được Phi Nhung nhận làm con nuôi. Năm 2016, Quỳnh Trang lấy hết can đảm để đăng ký tham gia một chương trình ca nhạc. Dù không được giải cao, nhưng tại đây cô bé nhận được một ưu ái mà từ trước đến nay cô luôn ao ước, được thần tượng Phi Nhung nhận làm con nuôi. Nói về niềm hạnh phúc này, Quỳnh Trang chia sẻ, mẹ Phi Nhung thường chỉ nhận những em có hoàn cảnh khó khăn nên em nghĩ mình hết cơ hội rồi. Nhưng sau khi dừng chân tại chương trình, mẹ phá lệ nhận em làm con nuôi. Khi nghe mẹ chia sẻ điều này, em bật khóc nức nở vì quá hạnh phúc. Về chung nhà với Hồ Văn Cường, Tuyết Nhung, Thiên Ngân, Quỳnh Trang tự hào khi được học hỏi thêm về cách hát, cách biểu diễn và những bài hát trong cuộc sống. Cô nói mẹ Nhung là người rất có tâm với nghề và cả những người xung quanh. Theo mẹ, em học hỏi được mình không ganh đua, không đố kỵ hay xem thường bất cứ ai. Giọng ca bolero cũng không ngần ngại chia sẻ. Từ khi được mẹ Phi Nhung đỡ đầu, cô có nhiều show diễn và cách xê cũng tăng nhiều hơn. Tất cả những số tiền Quỳnh Trang kiếm được đều đưa cho mẹ giữ. Phân minh, cô thật thà chia sẻ, không giữ bất cứ đồng nào. 4 năm chưa gặp ba. Kể từ khi lên Sài Gòn học tập và ca hát, Quỳnh Trang may mắn được mẹ đồng hành trên mọi nẻo đường, từ đi diễn, quay hình cho đến phỏng vấn cùng em trai. Ba mẹ con hiện sống khá thoải mái ở quận 10. Hỏi về ba, cô tâm sự, ba mẹ chia tay khi em học lớp 4 vì không thể hòa hợp trong cuộc sống. Tuy lúc đó còn nhỏ nhưng em đã hiểu và tôn trọng quyết định đó, thậm chí mong cả hai nhanh chóng có người mới.
4 năm qua, cô và em trai không liên lạc với ba và cũng không biết ông hiện ở đâu. Theo lời họ hàng nói, ba có lúc về quê nội ở Tiền Giang, lúc ở Phú Yên. Kể từ đó, liên lạc cũng dần dần mất và không biết nhiều thông tin về ba. Hỏi Quỳnh Trang có giận khi không nhận được tình cảm đầy đủ. Cô nói, dù chuyện gì xảy ra, ba vẫn là người sinh ra mình nên không bao giờ có suy nghĩ ghét hay thù hận. Thay vào đó, cô muốn giữ tình cảm phụ tử. Nổi tiếng nhanh chóng, nhưng cuộc sống của Quỳnh Trang không có nhiều thay đổi ngoại trừ việc cô đang tạm bỏ luôn việc học để tập trung cho công việc ca hát. Về tương lai, cô gái trẻ xác định rõ mục tiêu cải thiện giọng hát, khả năng biểu diễn và sắm một chiếc xe hơi để phục vụ cho việc đi diễn xa.